Hello, chào các bạn. Hôm nay mình làm một cái video rất là ngắn, giới thiệu với các bạn một cái thiết bị cực kỳ hấp dẫn dành cho các bạn nào đang dùng máy tính, đặc biệt là dùng cái MacBook kiểu như mình đây ha. MacBook hoặc là kể cả những cái máy laptop khác trên thị trường. Đây là cái HyperRide, thương hiệu của Hyper các bạn, và nó là một cái hub thế hệ thứ hai rồi. Đặc biệt là các bạn nhìn số là 18 trong 1 luôn, tức là 18 cái ngõ ra trong một cái thiết bị. Cái này là một cái hub khủng nhất trên thị trường theo mình biết hiện nay ha. Đó là một cái hub USB-C, nó rất nhiều đầu ra, và đây là nó có được đạt một cái giải Red Dot Design Award, một giải thiết kế khá cao cấp ha. Đó, đây phía sau cái hộp rồi, để mình khui ra cho các bạn coi nè. Đây, một cái thương hiệu chuyên chuyên trị về hấp các bạn ha, hấp cáp các kiểu rất là cao cấp của Mỹ, HyperRide. Đó, nhiều bạn thấy trên web một cái cục thù lù, không biết là cái cục này cái cục gì, bằng nhôm các bạn, rất mát tay, cầm vô mát lạnh luôn. Thì cái khúc ở dưới này nó nhôm màu xám, ở trên này nó có những cái đường sọc rất là đẹp ha. Rồi bên trong hộp nó còn có gì? Đây, các bạn nào dùng máy tính là sẽ rất là mê cái cục này. Nếu các bạn có nhiều nhu cầu để xuất những cái ngõ ra, đặc biệt là những cái máy tính thế hệ mới thì nó rất là hạn chế cái đầu ra. Đó, cái cáp này, cái lõi rất là to ha, với hai cái đầu Type-C. Thì các bạn biết những cái máy tính gần đây của Apple ha, họ dẹp hết rất là nhiều cái cổng, bây giờ chỉ còn cái cổng USB-C thôi. Ví dụ cái MacBook Pro của mình 16 inch thì có được 4 cổng C. Rồi nếu các bạn mà đi họp hành làm việc nhiều mà muốn xuất ra máy chiếu, xuất ra tivi này kia kia nọ thì là phải đi kiếm những cái thiết bị hấp. Đó, có những cái hấp nhỏ 4 cổng, 8 cổng gì đó, đầu đọc thẻ nhớ các kiểu. Thì đây là một cái hấp khủng nhất trên thị trường các bạn ha. Đây, ngắm vào một cái cổng. Rồi các bạn ở phía sau các bạn thấy nè. Computer nè. Đó, Vega nè, DC 180W nè, Gigabit dây mạng nè, rồi cái bông sen nè, HDMI nè, USB 2.0 nè. Rồi phía sau đầu đọc thẻ nhớ hai loại ha, micro SD và SD. Rồi bắt đầu USB 10 Gigabit trên dây. Đó, ba hai cổng USB 10 Gigabit trên dây, một cái USB-C 10 Gigabit trên dây, jack audio luôn, và có USB Wechat 3.0 luôn. Nói chung là quá khủng long. Đó thì các bạn gắm vào đây thôi. Đó, gắm vào đây thì nó sẽ lên đèn luôn. Nó có nguồn ở trong này luôn, nó dùng nguồn máy tính ha. Nó dùng nguồn máy tính nó nối ra cái hub này. Đó rồi các bạn từ đây các bạn xuất đi. Từ đây các bạn xuất đi, ví dụ đầu đọc thẻ nhớ nè, hoặc là ra máy tính, ra cái máy chiếu các kiểu luôn, sắc âm thanh đồ các kiểu, không thiếu một cái gì trên trên cái thị trường hiện nay ha. Đó, khi các bạn cắm vào như vậy thì tự động nó sẽ hoạt động thôi. Rồi các bạn, cái cục này nó rất là to ha, phù hợp với người nào mà để ở văn phòng hoặc là để ở nhà. Giá của nó tới 4.690.000 ha, rất là khủng. Thì khi các bạn gắm cáp vào thì ở đây nó có một cái đèn, nó rất mờ mờ sáng lên cái là xong. Thì các bạn có thể gắn USB vô sạc điện thoại rồi được hết, hoặc là gắn ổ cứng các kiểu, thẻ nhớ, đầu đọc, dây mạng gì rồi, tất cả những ngõ mà nó xuất ra được ha, là một cái hub khủng nhất, đơn giản vậy thôi. Đó thì sẵn giới thiệu các bạn luôn là mình đang sử dụng hàng loạt những cái thiết bị khác của hãng này. Đây là cũng là một cái hub nè, mình dùng cũng te tua luôn. Đó thì ở đây cũng có về cái ngõ dây mạng luôn. Thì những cái hấp nhỏ nhỏ như vậy á, thì mình đem đi du lịch nên bỏ túi rất là tiện. Rồi những cái cục sạc đây, sạc hoặc là cáp Hyper rất xịn, mình mê mẩn luôn những cái thiết bị này. Thì các bạn biết là mỗi lần mình up những cái video trên YouTube á, rất là nặng ha, một video có thể là tới 20 GB, 30 GB luôn, video 4K. Cho nên là mình thường xuyên ngày nào mình up mình cũng dùng cái cọng này nè. Mình gắn vào đây xong bắt đầu mình câu cái dây mạng trực tiếp từ cái modem ra cái này luôn, thì tốc độ cực kỳ nhanh, thay vì mình dùng wifi nó khá chậm ha. Đó thì cái cục này mình sẽ
đem về nhà mình để một chỗ trên bàn đó, rồi mình câu qua như vậy để mình xuất ra ngõ dây mạng, hoặc là mình cần gắn cái gì đó thì mình sẽ thông qua cái hub này. Rồi, chức năng là nó đơn giản vậy thôi. Chào tạm biệt các bạn.